Xin chào quý vị khán giả, bữa nay là ngày thứ bảy, anh Long được nghỉ làm đó. Sáng sớm hai anh em ra quán một quán cà phê, ngủ cà phê, là dự tính chút nữa chiều nay thì mình sẽ ghé bên quán Trầm Kim ở phía bên đường các bạn. Sau một năm rồi mình sẽ quay lại đây. Thì cái quán đó, cái quán này là quán khác nữa ha. Cái quán lúc trước mình ngồi là quán bên phía bên này, bên đây có một cái, và giờ họ đã thuê được mặt bằng bự hơn nữa, thì nó sẽ đã chuyển qua phía bên này. Và chiều nay mình với anh Long có thể là sẽ ghé vô đó ăn thử. Sau một năm quay lại đó, mọi người chờ mình với anh Long nha. Bình đó bán lẩu dê ngon lắm các bạn. Rồi bình đó lẩu dê ngon anh Long. Con mặt buồn vậy? Buồn ngủ hả? Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày thứ bảy, và cũng là ngay đúng ngay cái ngày Halloween luôn. Ngày 31 tại tháng 10, ok, là ngày Halloween, là ngày cuối tháng 10 của Mỹ, ngày lễ quá trang. Đó, bữa nay hai anh em cũng quá trang hai con cóc. đi vô quán Trầm Chim để mà mình chơi chút xíu. Bữa nay cũng là cuối tuần ha, để mình quay phim cho mọi người xem quán Trầm Chim ở bên Mỹ, một quán mới và nhà quán khác nữa. Đây là cái cơ sở kinh doanh làm ăn, cái tên Trầm Chim rất là thành công của một người Việt Nam đang làm chủ ngay tại Nam Cali này. Họ có tổng cộng là 5 cái chi nhánh. Ghê chưa? Cái chỗ mà mình ngồi là 2 chi nhánh. Ghê thiệt. Ở Bosa được một cái là 3. Rồi ở đường Beach là 4, ở San Diego là 5. 5 cái chi nhánh. Quá giỏi, quá giàu. Siêu đại gia. Mà rất là thành công ngay tại Mỹ nha. Bây giờ mình sẽ ghé đó. Ok, hai anh em đi. Mọi người thấy cái cảnh này giống bên Việt Nam không? Đó. Rồi gọi đi. Mình kêu cái lẩu dê các bạn. Ở đây bán lẩu dê rất là ngon ha. Mình kêu lẩu dê nấu chao. Đồ có ớt nữa kìa. Ớt ăn không chịu ăn. Ớt nướng với ớt hả? Em khoái ăn ớt. Ớt ăn là lết luôn. Ớt ăn xong lết. Bạn thấy không, mỗi quán bây giờ ngồi này nè, y chang kiểu Việt Nam ngồi, đã thoáng mát, thấy không? Lý tưởng không? Ok, mình đã kêu 3 món. Lẩu dê nấu chao, sườn dê nướng và ớt nướng với ớt. Ớt ba. Có gà đằng kia đó, đó mà thấy ăn không nổi. Bữa nào ghé ăn thử rồi sao? Gà quay đó, hấp dẫn không? Ốc gì đồng ốc gì? Ốc gì tôi lừa với đó nữa. Bữa nay là sau khoảng một năm anh em mới ghé lại cái quán để mà ngồi một cái không gian như vậy. Rất là quý, rất là quý luôn đó. Thì ngồi ngoài đây cảm giác nó đã lắm các bạn. Đã lắm, mát lắm và vui lắm. Không khí này kia nó rất là mát, nó không có nóng nữa. Rồi vô đi. Rồi vô. Xin mời quý vị khán giả. Đã lâu lắm rồi được ngồi ngay chỗ này nha. Mấy lần rồi. Ngắm về trước thôi. Đó. Anh nói là anh nói nhỏ nhất á, nên phải để đây cho. Hai. Hello, bữa nay em quay cái clip này để mà em post lên YouTube. Ok. Cho không? Cho rồi. Cho lấy. Không cho lấy xuống. Nói vừa rồi là anh chủ quán đó mọi người. Mà cực kỳ giỏi ha. Vô. Có đồ ăn chưa ra nữa, chắc tôi xỉn. Bữa nay năm nay là một cái năm mà nó trùng hợp ở chỗ là ngày Halloween, nó ngay ngày thứ bảy luôn, ngay ngày weekend luôn. Nhưng mà xui một cái là bị dính vô cái mùa dịch, cho nên là mấy đứa con nít nó không đi xin kẹo được. Đó, thậm chí con mình cũng đi không được luôn. Cho nên tại vì
dịch mà ông lại đi vòng vòng bóc từng cục kẹo ăn thì nó nguy hiểm á, cho nên là không có gia người lớn không có cho đi. Thì những đứa con nít ở những hàng xóm khác cũng vậy luôn. Dạ. Đặc biệt có mấy nhiều ngày đây là 35 mới về chậm chim với 35 bây giờ chạy chậm chim. Có thấy cuốn này chưa? Chưa. Nhưng mà em có gọi lẩu dê rồi. Trời ơi, có ý cho trời. Ờ. Ở đây là đây là dê nha, dê 35 món. Có lộn. Ờ 35 món dê cũng là dê 35 luôn. Đó. Ok anh. Quá đã luôn nè. 35 món dê. Đọc 35 là món gì trời? Này là dê xối xả. 35 có dân Quýnh Đệ bên Việt Nam á, cái con dê là con số 35. Ok, 35 75. Dê nhỏ 35, dê bự 75. Anh chắc dê 75. Em thì dê 35. Không. Không. Cái quán này nó nằm ngay một cái góc, nó nằm ngay một cái góc riêng biệt, không dính dáng gì tới ai, nó là bốn mặt tiền luôn, vòng gọi là bốn mặt tiền á. Bàm làm về gì nó nấu gì 35 món. Đọc chưa? Đặc biệt ha. Dê đó chạy đi dê, cơm cháy, cơm cháy thịt. Đủ món dê luôn các bạn. Khác gì Việt Nam đâu trời. Đã không? Mà các bạn biết á, à, cái nghề mà nhà hàng ở bên này á, hoặc là những cái quán xá, cái khó khăn nhất là tìm những người đầu bếp. Và cái thứ hai á, là tìm những người phục vụ. Đó, tại vì ở Mỹ mà các bạn biết á, là những nhân viên phục vụ, ngay đa số những cái quán này á, toàn là người Việt Nam không. Không có người phục vụ nào gọi là người Mỹ hay là người Mỹ hết. Cho nên á, là cái khó là cái kiếm những người phục vụ. Mà à, cái quán chầm chim này á, họ rất là giỏi về vấn đề này. Ha, ha. Những cái chi nhánh của chầm chim á, là đều đầy đủ những người phục vụ và những người đầu bếp. Bởi có công nhận là rất là hay về tìm những cái người nhân viên làm. Thì có nghe phong phanh là ảnh có thể là ảnh hợp tác với bên Việt Nam, những người thân bên Việt Nam qua bên đây để mà tập trung làm, thì nó cũng rất là hay. Và đặc biệt nha, cái quán này ở chỗ á, là các bạn ngồi ở nhà gọi order 3 món thôi, 3 món 4 mấy đồng, giao tận nhà luôn. Ghê không? Đồ nhậu giao tận nhà luôn. Mà thấy mặt tao giống như vậy. Cứ quay cho đã hồi đó không thấy mặt đâu luôn. Đó là trốn luôn. Thấy không thấy bà? Góc rộng mà. À. Đồ thổ nghe không vậy? Nghe chứ. Giỡn hoài. Là tưng tưng chưa? Ủa anh hết chai gì vậy? Chưa, gần hết rồi. Ủa, này chai thứ hai đúng không? Chai thứ ba mày. Ba con mắt anh, đồ lao. Nhìn đốc chứ. Mấy chai à? 2, 4, 6, còn 6 chai. Còn 2 chai đó. Ờ, sau đó chai thứ 3. Mình đang đợi mồi ra các bạn. À, những anh chị ở xuyên bang, ở những cái tiểu bang lạnh giá giống như Boston hoặc là Maryland, đồ giờ tiếng không à. Virginia, những tiểu bang đó lạnh giá và những rất ít những người Việt Nam, và đặc biệt là quán xá nó cũng rất là ít. Khi qua bên đây đi du lịch đó, là rất là thích bên này luôn, cực kỳ thích. Tại vì do là thức ăn nó đầy đủ và người Việt Nam mình đông á, quán xá nó đầy đủ. Thì mình có gặp vài anh chị ở bên những tiểu bang khác cũng giao lưu với mình, thì cũng có chia sẻ trời qua đây thích quá anh Tấn ơi, thích quá anh Tấn ơi, mỗi lần qua đây là thích. Thì thật sự là ở chỗ này là không có thể nào mà chê được. Có cái là bên đây thì như mình đã chia sẻ những video trước, là bên đây nó rất là khó, rất là cái kinh tế nó rất là cao đó, cho nên là khi mình làm những công việc ở đó mà cái mức thu nhập mình nó thấp á, thì mình sống ở bên đây nó hơi chật vật. Ok. Còn nếu như mà mình ở những cái tiêu quan khác á, mình làm cái cũng làm cái công việc đó nhưng mà lại sống thoải mái hơn, là do gì? Do cái chi phí nó rẻ, tiền nhà nó rẻ, tiền xăng nó rẻ. Và đặc biệt á, là mình không có cơ hội để mình xài tiền. Okay. Tại vì những tiểu bang đó là nó đâu có quán xá giống như vậy đâu.
nó đâu có nhà hàng tùm lum tùm la như ở đây đâu, cho nên là người dân bên đó không có cơ hội để xài tiền. Và chính vì đó mình có làm thu nhập thấp đi chăng nữa, mình vẫn có dư chút đỉnh, à, mình vẫn có dư và mình sống thoải mái. Và chỉ có xài tiền vào những ngày weekend, tức là ngày cuối tuần, thứ bảy, chủ nhật. Rồi tụ họp gia đình lại, rồi mua cái này, mua cái kia về ăn uống. Thì đâm ra nó cũng không có đáng là bao nhiêu tiền. Còn bên đây thì các bạn có thể là tốn tiền hàng ngày. À, tốn tiền để mà chi tiêu hàng ngày, ví dụ như... biết nhậu đi, biết nhậu giống như mình với anh Long đây, có thể ngày tuần nhậu chắc 4 lần thấy muốn mạt rồi. Còn bên những tiểu bang lạnh lẽo thì các bạn muốn nhậu thì cũng đâu có ai nhậu với các bạn đâu, giờ đợi weekend mới nhậu thôi, đó tuần nhậu có 1 lần thì đâm ra cái chi phí nó cũng thấp hơn, đó là cái lý do nó vậy. Còn nếu mà ở bên này mà kiếm được một số tiền, có công ăn việc làm ổn định mà có tiền thì mọi người sống rất là sung sướng thoải mái, tự vì nó quá đầy đủ. Ok. Cho nên mọi người không có quyền lựa chọn đó, mọi người sống ở đâu đâu. Nhất là những ai mà Việt Nam mới qua. Những ai mà Việt Nam mới qua thì những cái người mà mới qua đó là sẽ ở chung với lại cái người bảo lãnh. À, ví dụ như mẹ bảo lãnh con, anh chị em bảo lãnh nhau. Thì ví dụ như anh chị em mình ở đâu, mình phải ở đó. Ví dụ như Tuyết đi, bảo lãnh mình đi. Thì mình phải ở bên Boston chứ là mình đâu thể ở bên này được. Nếu mà ở bên này mình ở một mình à, công ăn việc làm không có, thấy không? Rồi mình làm sao mình sống, bắt buộc phải ở chung với gia đình. Cho nên á, mọi người cũng không có được quyền lựa chọn cái điều này. Mà ai mà Việt Nam mới qua thì gia đình ở đâu mình phải ở đó. Còn nếu mà mình chọn cái hướng đi cho mình phải ở Mỹ ít nhất phải vài năm, ít nhất cũng phải theo mình nghĩ khoảng 5 năm thì mình mới có quyền mình chọn cái hướng đi cho mình. Mình uống hồi mà ở trong bên này lạnh quá, qua Cali sống, lúc đó mình cũng phải có, mình đã có được một chút xíu kinh nghiệm về cái nước Mỹ rồi và kinh nghiệm về cái công ăn việc làm rồi, cho nên là mình đi đâu mình cũng không sợ. Còn nếu mà lúc đầu thì chắc chắn các bạn không quyền lựa chọn. Người hai và dài nói dữ ha. Chứ sao, trời, em là YouTuber chuyên nghiệp mà. Đúng rồi, đi phỏng vấn. Thôi Do. Mà ở đâu quen đó các bạn ơi. Như anh Long nè, kia anh Long về tới băng lạnh rồi dễ vậy không đi. Này cho anh cưới một người vợ khác anh cũng không đi luôn đúng không? Lấy về mới ướp xác tao. Mới còn kêu Long đông lạnh nữa kìa. Ở đâu quen đó, giống như gia đình mình ở bên Boston á, bây giờ kêu qua bên Cali không chịu. Không đi. Ngộ vậy đó. Không đi. Thôi. Hôm nay mới nói mà. Mình nói xin lỗi nha. Thôi, bên đó tôi thấy sô bồn quá. Thế xong nó rần quá. Tôi không thích, sống đây tôi quen rồi. Ví dụ vậy tí nó cũng hơi nói vậy, nó sống mười mấy năm bên đó rồi. Nó quen với cái đời sống bên đó. Còn mình ở đây quen rồi. Giờ qua bên kia mình thấy trời ơi sao nó thê thảm vậy. Sao ơi sao nó quải quá vậy. Rồi bám ra cái mình phải quay về đây, sống ở đâu quen đó. Ô giờ đây. Vô anh. Dạ. Giới thiệu mọi người đây là chủ quán. Dạ. Đưa nguyên mặt. Đưa vô thành đi. Mặt xấu quá mà. Sợ không ăn ảnh rồi sao. Vô luôn nè. Vô thoải mái. Đây là cái lẩu dê nấu chao. Đó. Xong rồi đó là quay rõ ràng thôi mày. Rồi, cho em zoom lại. Bộ zoom được không? Ê, đục cái này đi, mày. Hả? Đi xa quá luôn rồi. Đúng ra cái lẩu là ăn cuối cùng, nhưng mà ở đây là mình có cái gì mình ăn cái đó. Có lẩu ăn lẩu, có đồ nướng ăn đồ nướng, chứ không phải bắt buộc phải chờ. Đó, thấy không? Đồ nướng lên luôn nè. Đó. Này là sườn dê đúng không em? Dạ, sườn dê đúng rồi. Đây xin cho mọi người xem, đây là món sườn dê nướng nướng gì không biết. Đây. Đó. Và sườn dê này chấm với chao ha. Giờ đụng với chao không vậy trời. Đây, chấm chung đi. À chơi. Anh có bị Covid-19 không? Không. Ừ vậy thôi, em cũng không bị. Rồi mà ba muốn chế với chao vậy. Ừ đó, thằng chén đi rồi đó.
hồn ai nấy chấm nha. Hồn ai nấy chém. Đây miếng này hơi khác, để lựa miếng này. Sườn đây là sườn non nha các bạn, cái xương nó rất là nhỏ ha, chứ nó không có bự. À, nhìn ngon lắm. Đây ba sườn dê nè. À, thì anh gọi sườn dê nó là sườn dê chứ sườn gì. Mày gọi như tao gọi. Đây là cái mềm. Cho nóng chung. Sườn non á. Nhỏ xíu rồi không? Ba sườn, nó ba sườn. Ừ, ba sườn á. Đủ họ dục lên ánh này cũng được. Cải nha. Ngon quá. Nó không có dai. Sườn nó non á, không dai. Chứ thực ra về nó dai lắm. Dạ. Ừ, về nó dai lắm. Cảm thấy hầm lâu nó mới mềm được vậy. Đây lẩu dê ha. Đó, bữa mình ăn lẩu gì? Cũng dê mà dê vậy. Dê nấu gì đó, đây lẩu dê nấu nhiều món nha, hầm thuốc bắc nè, nấu chao nè, thì tập lum á mình gọi cái nấu chao, đây nó có khoai môn. Khoai môn và thịt dê only. Thịt dê nhiều lắm. Các bạn. Rồi rồi rồi. Còn món nữa không ta? Ớt nướng muối ớt. Về Việt Nam mày hay ăn món đó, tụi em thích ăn thịt ớt á, thịt nó dai dai ngon. À, dùng đi, xin mời cả nhà ha. Mời mọi người. Ôi trời, người kia đi shopping hơi lâu rồi nha. Chứ giờ mất hết 1 khúc rồi. Chắc đang thử quần áo. Thôi nghĩ là đi shopping quần áo Halloween hay sao. Không, sườn nó nướng ngon quá. Nó mềm ngon. À, chấm với chao ngon. Cái này nó mua nguyên dây để làm luôn quá. Hôm nay mua tự món rồi. Đồ má đây dính kìa. Đấy. Má ngồi luôn nè. Ok. Mày vô. Vô. Uống bia mà uống cái ly nhựa này nó không có lạnh. Ờ, ly thủy tinh á, nó mới lạnh. Thôi bà đừng đòi hỏi xa quá. Ly này mau tan lắm. Ý là mau tan đá phải không? Thôi giờ mình ăn miếng thịt dê nha mọi người. Ăn lắm, ăn thử đi, trải nghiệm đi. Món này cũng ngon nè, cái gì thôi anh thử món này. Trời. Gà nướng này chặt cho anh thử. Biết rồi nhưng mà ăn không nổi đâu. Chặt thử, anh thử coi nữa, con gà nướng nhìn thử thôi rồi. Anh lôi nguyên con gà luôn các bạn. Hay là chưa có dịch đó. Trời đó thấy không, hàng tới nữa, tùm lum luôn. Bánh mì nâu đi hết. Chủ quán đưa thêm con gà vô nữa ăn sao hết trời. Con hơi bị thích chú luôn. Thích chú gì? Thích chú gì? Thích chú YouTube lúc mà con Việt Nam mới qua nè. Ồ vậy hả? Con em có hơi bị nhiều. Có coi chú hả? Con nhiều, theo dõi luôn lúc mà chú tặng hộp quà con. Ồ vậy là lâu lắm rồi, đúng rồi. Cảm ơn con. Nghe em này phục vụ Việt Nam mới qua mà rất là thích mình. Rất là thích mình rồi. Có coi mình từ lúc mà tặng hộp quẹt này kia là lâu lắm rồi. Ủa sao anh gấp luôn thịt anh bỏ vô lại vậy? Để anh chút xíu đi. À không muốn ăn hả? Chưa muốn ăn hả? Chưa. Bỏ rau vô đi. Bỏ rau vô. Ừ. Ok bây giờ mình sẽ ăn thử một cục thịt dê nha. Món lẩu dê nấu chao. Không có hôi đâu. Ăn không thử trước coi. Thì chấm nước mắm không vậy? Thì chấm chao. Chấm chao không? Chấm chao. Chấm chao à. Dạ. Không có hôi các bạn. Dê á thường phải biết cách làm nó hôi. Hôi mùi dê á. Nghĩ trước kia mùi về nó đập về chạy vòng vòng đổ mồ hôi rồi đổ mồ hôi.
Nè ếch nữa kìa. Giờ thêm con gà ông chủ cũng đưa ra nữa. Mình định là lần sau mình mới ăn, bởi vì á nhiều món quá. Nhưng mà anh thấy mình quay phim á, trời à, anh cũng muốn là chắc khuyến mãi cho mình con gà để ăn thử. Không vừa ăn lắm nha, cái nước lèo mà cái thịt nó vừa ăn. Sao? Không, ngon ha, thịt nó vừa ăn lắm. Nhà ăn rau đi. Để đang ăn ăn được gì ăn. Vô mấy em vô không? Vô không? Vô không? Vô không? Vô chán đi, vô chán nữa sợ. Hi, xin chào tất cả các bạn ở Mỹ. Tất cả các bạn ở Mỹ, ở các tiểu bang có đến với Cali thì ủng hộ nhà hàng Chàm Chim nha. Vô. Vô nữa hả? Vô nữa rồi. Mới cũng sống thôi mà. Cũng gì đó. Hai. Hai. Vô rồi nó trâu mà. Vô. Khóa. Để quay mặt giống khác đi. Để con cười cái. Cô bé vô đây. Quay mặt qua chỗ khác rồi quá. Xấu hổ quá. Đây là một nữ nhân viên nữa của Chàm Chim đó. Nhìn rất giống diễn viên Hồng Kông là Sa Thi Mạng đó. Mấy bạn nhìn nha. Đó, vô. Sa Thi Mạng này. Chờ em chút em quay lại nha. Gì kỳ vậy? Không, những người nhân viên này á mình quen hết đó mọi người. Tại vì một năm về trước là mình ghé thì những người nhân viên vẫn y như cũ. Hay cái chỗ là những người nhân viên họ làm rất là lâu. Thấy không? Những người cũ không anh Long ha, đa số là người cũ không à, có một vài người mới thôi. Giờ thử ớt nướng với ớt. Chấm với cái này là nước chấm chanh á. Chanh với muối. Chanh muối. Đường. Ngon. Ngon. Cảm ơn. Ừ. Không có hỏi tên gì đâu. Ngon. Phải không? Đấu tanh thôi giờ phải không? Thấy không? Rõ không vậy? Perfect. Vì lý do kỹ thuật là cái micro này nó hết pin nè các bạn. Cho nên là mình phải đổi qua cái micro khác. Hên là có chuẩn bị trước á, đâu thấy bà. Hay ăn ớt đi, ớt đi. Cũng như gà quay kìa. Gà nướng chứ quên. Gà nướng nữa kìa. Này chủ quán mời á, anh Long đi. Em muốn no rồi. Có cải quá ăn coi thử. Cũng đùi nè. Thôi đùi nha. Đi gấp cho ba. À, cánh rồi, đang cánh rồi. Ăn cục nạc đi. Ăn cánh bổ cánh. Công nhận ở Mỹ mà được ngồi ngay vị trí vậy à, nó lý tưởng dễ sợ luôn. Lần trước thì bên Boston thì mình cũng có ngồi ở ngoài quán, ngoài đường giống vậy. Nhưng mà cái quán là quán của người Ý ha.
thì thức ăn nó cũng không có như Việt Nam mình, thức ăn của Ý mà mình ăn giống như nó không có được thoải mái á, nó không có ngon. Mà qua bên đây là ăn những cái món Việt Nam mà nhậu những cái món Việt Nam, các bạn thấy không? Nó rất là thoải mái luôn. Ở Mỹ mà vậy là rất là tốt. Vô quá ha. Sao ăn được? Ăn hết nước luôn. Ăn ngon lắm đó. Thử á. Em muốn no bà. Sao ăn mau no dữ vậy ta? Sườn. Sườn cũng còn nữa. Này ấy, kêu đến với bộ 4 người ăn mà kêu có tao mày ăn ra ăn nổi vậy. Thịt chọc nữa. Đổi coi sao đâu ạ? Giờ nó muốn hay đông luôn. Hay là đi xa quá đi nụm mò mà mất luôn. Mất gì đất luôn. Giác ghê luôn á, mày đi mò mày mò gần lắm không? Ồ vậy hả? Ok thôi vậy ở dưới xe đi gò luôn đi, cũng lên trên trên nữa. Trên đi gò hả? Rảnh quá vậy. Lẹ lên rồi em ơi, trời ơi, ăn không nổi luôn nè. Trời. Không đông lắm đâu, vẫn đầy bàn đó. Rồi. Ngồi dưới xe đi gò luôn. Rồi thiệt. Thôi từ giờ giờ mình phải nhẹ xuống lại. Nghỉ dây lâu một tí. Đó. Rồi. À, em cho em đá. Những năm trước vào cái ngày Halloween này là mình dắt con mình đi xin kẹo ha. Dạ. Bây giờ là không được xin nữa. Bây giờ mà dắt nó đi xin bia. Bữa nay dắt anh Long đi xin bia. Xin đá. Xin đá. Bia đá không à. Bia đá đủ thứ. Hôm nay ngày hội chết mà mặt người nào cũng sống nhăn. Mặt người nào cũng tái mét. Ở đây không có trang em. Cái mặt tái đủ ghê rồi. Đằng sau có nồng cam cũng như sao. Rồi, anh cái đi. Giờ vô chén đi. Quên lắm. Quên. Chơi lón kìa. Lón. À bà. Tướng bè vậy mà ăn khoảng nửa con dê à. Con ếch gì. Trời ơi, nhìn cái lỡ rồi luôn. Trời ơi, đầu đó đại ca về đó nè. Nói rồi, nghe cha lỡ đầu vô không? Rồi, có nguyên cái bình nước trong đây rồi. Đó, bút vô một cái nữa là bắt đầu nó nổi lên liền. Thao nó nổi lên liền. Thôi, giải làm chút xíu đi. Giải làm chút đi. Thôi, là hôm nay, mấy nữ nó không đẩy mình. Đẩy cái là nó chắc đi luôn. Thấy giờ nó chuyển qua quán này thấy nó nhậu quá chứ. Cái quán cũ đó nó nhậu như quỷ. Không. Không có hôm qua này giờ biết rồi giữ phọt chút xíu mày, giữ phọt chút xíu. Tại anh cắm đầu lên rồi lên bờ xuống ruộng mấy lần nhá. Ừ. Dòng ông này đô mạnh lắm mà sung lắm. Đúng rồi, kêu là cái gì? Biết không sợ súng á. Không. Không mà uống từ từ thì ok phải không? Uống mà tấp quá. Nói vậy cũng tấp con này ra đi. Ngắp đây nha. Wow. Không những cái quán lý tưởng thiệt, ngồi hành lang được, trong nhà được, trong nhà cũng rộng rãi nữa. Với cái tánh của em không ăn nhai nhai, không có nhơi.
anh cũng vậy phải không, ăn ăn lần một các bạn ơi, không có nhơi, nhơi ăn cũng được, ngộ vậy đó, no là thôi là nghỉ luôn à. Ok, nhờ anh Long thúc ép ăn thêm cục nữa. Đó, cứ lần cục thôi. Vòng vòng nữa. Bây giờ mỗi người nó có nhiệm vụ riêng. Ngon quá anh. Được. Rất ngon luôn. Được hả? Dạ. Làm gì anh sợ vậy? Bye mọi người. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã xem clip Bầu Trời Cali và anh Long ngày hôm nay. Bữa nay mình chia sẻ một trong những cái cảnh sinh hoạt của người Việt Nam ngay tại Nam Cali này, và những cái quán nhậu nhà hàng như bên đây như thế nào, để anh chị có thể tất cả mọi nơi, những tiểu bang ngoài hoặc là những anh chị, những các bạn ở bên Việt Nam cũng có thể thấy được cái cuộc sống của những người Việt mình ở Mỹ, đang hiện tại giờ ở Mỹ như thế nào. Ở Nam Cali ha, này là về Nam Cali. Mọi người thấy đời sống không? Thì xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn những cái trường hợp khác nữa. Bye bye, bye, bye. Bây giờ là ngồi giao lưu với anh Long chút xíu là đi về. Giờ ăn hết nổi luôn rồi. Hẹn gặp lại mọi người, này tôi vô nha bà. Bye.